lỡ làm ai đau khổ, bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp. Xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha thứ cho tôi. Làm tôi đau khổ bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, tôi sẽ tha thứ bao dung, tôi sẽ tha thứ bao dung, tôi nguyện tha thứ bao dung. Từ cũng sợ khổ đau khôn đốn, xin đừng gây khổ cho nhau, xin hãy tha thứ cho nhau, xin đừng gây khổ lẫn nhau. Hãy thơ cười nhìn sâu từ tâm2012, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 3 ngày. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Pháp Hòa xin được chào mừng tất cả quý Phật tử đến tham dự khóa tu, đặc biệt là quý vị ở Hoa Kỳ, New Jersey, Washington State, California,
hay có những vị ở trong vòng trong các tiểu bang Canada. Thì hôm nay chúng ta ở tại Tây Thiên để có 3 ngày tu học mỗi năm vào mùa xuân. Và năm nay đặc biệt cũng nhân dịp lễ vía Bồ Tát Quan Âm. Thì hôm nay sau buổi pháp thoại này thì chúng ta sẽ có lễ phẩm phổ môn mỗi chữ một lạy. Thì tùy theo sức quý vị lạy. Bây giờ chúng ta tiếp tục và chúng ta có buổi pháp thoại đầu tiên trong khóa tu và tiếp tục học về văn thủy sám. Hôm nay là kỳ thứ 9 với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên, kỳ thứ 9. Xin quý vị có quyển văn thủy sám mở trang 55. Thật sự thì không có cũng không sao, tại vì mình đang nói về pháp số, có một chữ thôi có thể hơn nửa tiếng. Để ra chúng ta học đến cái đoạn nói về chúng ta sám hối. Những vị nào mà chưa có biết thủy sám pháp là gì đó, thì đây là cái quyển văn sám hối do Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư ở nhà Đường, do Ngài cảm được cái nghiệp, cái tội của cái nghiệp, cho nên Ngài mới viết ra cái lời văn này, tự để Ngài sám hối cho chính bản thân Ngài. Và khi cái lời, cái bản văn này được lưu truyền thì ai cũng thấy cái bản văn hay, cho nên lưu truyền rộng rãi Trung Hoa và Việt Nam. Văn này lưu truyền trong Trung Hoa và nước Việt Nam ta thì Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng người Hoa rất nhiều, cho nên chúng ta cũng dùng cái bản văn này để lễ sám. Thì trang 54 và 55 này á, nói về những cái nguyên do nào mà chúng ta khởi lên những cái phiền não, thì đi những cái pháp số, từ pháp số thứ 3 cho đến pháp số thứ 4, rồi thứ 5, thứ 6, vân vân, dài dài. Và nếu quý vị thật sự ra khỏi dở cũng không sao hết, có một chữ thôi quý vị nghe một chữ là bây giờ pháp số này nè. Hôm trước mình nói á, đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc do bốn trụ mà nổi phiền não, hoặc do bốn lưu mà nổi phiền não, hoặc do bốn thủ mà nổi phiền não, tức là những cái từ pháp số đó, bốn này bốn kia đó, thì nếu mà tiếng Âm Hán thì gọi là tứ trụ, tứ lưu, tứ thủ. Bây giờ mình nói tới tứ chấp, hoặc do bốn chấp mà nổi phiền não. Thật ra con người mình á, vốn không có bị những cái phiền muộn gì ở trong lòng, nhưng mà tại vì một phần á, là do cái gì? Do cái ngoại cảnh, hoặc do mình không hiểu, không thấu, cho nên rồi mình mới dính cái này, mình chặt cái kia, cho nên mình khổ, bực bội, giận hờn từ đó mà ra. Rồi là hoặc do tứ chấp, bây giờ nói tới bốn chấp. Thì bây giờ bốn chấp là gì? Một á, bây giờ mình nói chữ chấp trước. Chữ chấp, chấp nghĩa là sao? Chấp nghĩa là mình mắc kẹt, rồi mình cột chặt, mình không có giải mở ra được là kêu chấp. Ví dụ bây giờ đó, quý vị thấy cái ly nước này để bên tay phải là thuận nhất, tại vì thường thường người ta uống nước thì người ta dùng tay phải. Thì cái cách mà mình bày một cái ly nước mời để trên cái bàn giảng đó, thì mình để bên tay phải để cho cái vị thầy người ta cầm, người ta uống cho nó dễ. Rồi bây giờ cái là hôm nào cái vị nào mới quá người ta chưa biết, ta đem ta để tay trái, mà mình không ngồi dưới, mình không có biết, mình ngồi đó mình phiền dữ lắm, mình không biết là ai bữa nay để cái ly nước coi không có được, thí dụ vậy. Thì một cái hình thức như vậy gọi là chấp. Thôi bây giờ á, ngồi dưới đó đằng nào cũng đã để rồi, mà mình phiền muộn chi một tiếng đồng hồ ngồi đó,
Thành nữ là mình không tiếp nhận được gì hết, bị gì nó dày nè, nó cứ ngắt về rồi đâu có ai mở ra bỏ gì được vô nữa. Thì một cái hình thức vậy là tu chấp. Mà mình để ý trên đời này mỗi người chấp một kiểu, không có ai mà không chấp hết đó. Còn có cái điều á là chúng ta tu rồi chúng ta biết xả cái chấp đó không thôi. Chứ còn nói tôi không có chấp, chưa chắc. Thí dụ bây giờ mình nấu cơm kiểu đó mà người khác nấu ngược lại mình chịu không? Thật nên ai cũng có chấp, có điều ít hay nhiều. Ít nhiều mà thôi. Rồi cái người nào mà giỏi nữa là xả được. Ở trên ở đây mới nói rằng á, mình có một cái chấp, một cái mắc kẹt. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết mình kẹt rồi mình có chịu thông không? Chấp là vậy đó. Bây giờ thứ nhất là chấp cái gì? Chấp có. Chấp có là sao? Cái gì cũng chấp. Thí dụ như bây giờ á, mình qua tới đây rồi, cái vấn đề mà mở cửa mã đó, cái phong tục mở cửa mã đó, nó không có còn áp dụng nữa. Mà thật sự mở cửa mã đó, lúc mà đi chôn rồi 3 ngày để mở cửa mã đó, nó không liên hệ gì tới Phật giáo. Cái đó là của tín ngưỡng dân gian, người ta bày ra. Rồi quý vị biết làm sao kêu mở cửa mã không? Là vì ngày xưa người ta đi chôn. Ngày xưa đi chôn xong rồi á, thì người ta sợ là có người đào mộ nửa khuya ăn cắp vàng vòng mà mình chôn theo cho người thân, cho người ta mới lấy hàng rào á, ta rào cái mồ nó lại. Rồi mấy ngày sau á, người ta mới đi ra người ta kiểm. Thì cái giây phút mà người ta ra, người ta mở cái hàng rào đó ra đó, thì nó kêu là mở cửa mã. Chứ nó có đặc biệt gì đâu. Rồi bắt đầu từ từ nó mới chế biến thêm. Ê, mở cửa mã. Bây giờ mình qua đây ở bên Việt Nam, mở cửa mã là phải có cây mía lao, phải có một cái thang, đàn bà thì 9 nấc, đàn ông thì 7 nấc, phải có 5 cái ống tre, rồi vẽ bùa trên đó, rồi để muối gạo nước rồi vậy đó, chấn vô 5 cái gốc của mộ ha. Rồi có một con gà đó, rồi có con gà đó mới cột ở trong cây mía lao á, để biểu cái người con á kéo con gà đi, mà phải kéo cho mạnh để con gà nó kêu ác, chứ kéo mà con gà nó không kêu là không được. Xong rồi cái bắt đầu mở miệng con gà ra vậy nào, rồi đổ rượu vô cho con gà nó xỉn á, nó đi cho nó kêu. Rồi ông thầy ổng vẽ cái ông giúp con gà đó ra, cái mấy người hàng xóm họ lụm. Vậy cái kêu mở cửa mã, rồi hỏi mở gì dưới đó, nên mở cho cái người chết ở dưới đó họ biết họ chết rồi, rồi họ đi lên. Rồi cầm con gà bước lên một nấc thang, bước lên một nấc thang 7 nấc vậy đó mới thả con gà đi. Thật ra thì mà bây giờ á, thí dụ bây giờ muốn làm gì ở Việt Nam thì đủ đồ nghề làm, mình qua đây giờ đâu có đủ đâu, phải không? Rồi thì mình miễn cái đó đi. Tại cái đó nó không có quan trọng gì cho cái người chết hết á. Mà nếu mình bắt buộc phải có rồi không có là mình cảm thấy khó chịu, thì đó là mình chấp có. Chấp cái gì cũng có hết, thấy không? Nhưng mà chấp có cũng khổ. Nhưng mà cái chấp cháu có này nó chưa khổ bằng cái người chấp không. Cho cái người thứ hai là người chấp không, mà chấp không nguy hiểm. Ví dụ bây giờ mình chấp có là sao? Ví dụ mình nói tôi tin có tội, có phước, có nhân, có quả, coi vậy mà nó đỡ. Tuy nó còn chấp có nhưng mà nó đỡ hơn cái anh chấp không. Anh bác hết, Phật cũng không, Chúa cũng không, Thánh Thần, nhân quả, tội phước gì cũng không, không? Họ mới nói là tu cũng chết, không tu cũng chết thì mắc chi tu, không? Hoặc là nói là đi làm cực khổ, không chịu ăn chơi đi xài đi, mà tại sao phải đem đi cho người nghèo, giúp người này người kia, rồi thậm chí còn nói cho mấy người nghèo riết đó, mình tập cho họ cái tánh làm biếng, không có chịu đi làm, vân vân. Thì cái đó là chấp không. Chấp có, chấp không. Rồi chấp gì nữa? Chấp vừa có vừa không. Rồi á, chấp không, chấp không mà cũng không, không chấp không mà cũng chấp có. Bốn cái loại chấp. Thí dụ bây giờ cái người chấp mà
cũng có cũng không là sao? Người ta kêu là chấp diệt hữu không, hai cái chấp nó phải, ai nói gì cũng không có cái lập trường. Thì nhiều khi á, cái người mà chấp như vậy thì đôi khi có những cái phiền muộn. Cho nên á, phiền não từ đâu sanh? Hồi nãy hôm nay mình học á, có khi bốn lưu bốn hữu. Hôm trước mình nói cái vụ tứ lưu đó, quý vị nhớ tứ lưu là bốn cái thứ mà nó làm cho mình là lưu chuyển hoài không có dừng. Để mà kể cái chuyện hôm trước và nói hôm trước mình nói dục lưu đó, nhớ không? Rồi mà kể cái vụ cái nồi mà mình đi mua rồi định đi chơi không mua gì hết mà vô thấy cái lò rẻ quá đi xà quần rốt cuộc cũng mua xong rồi còn tính nữa nghe. Bây giờ mình sách về mất công lắm, thôi để nhờ cái anh Phật tử đó, ảnh được 3-4 kiện ảnh sách dùm cho mình, ảnh cũng tốt, ảnh đem ra phi trường ảnh gửi. Biểu biểu làm sao thiên bất dung gian. Cái anh làm ở phi trường ảnh không bỏ vô chiếc máy bay, rồi nó đi vòng suốt cả mấy ngày trời, bữa tuần rồi vẫn chưa có. Tới ngày thứ hai nó đem tới, quý vị biết không, nó chạc thêm 16 đồng tiền cước. Tính già ra non đó, thấy không? Cho nên cái đó là dục lưu, mình không định mà thấy cái gì đó rồi cái mình bị cái này nè. Nhiều khi á muốn mua cái đó lắm nhưng mà cũng còn cân nhắc giữa rẻ và mắc, thấy không? Đẹp xấu vân vân, đi tới lui rốt cuộc cũng phải mua. Bốn chấp mà nổi phiền não, bây giờ bốn duyên. Và tứ duyên là gì? Và trước hết mình nói chữ duyên. Duyên là gì? Duyên là cái điều kiện. Thí dụ người ta nói trời ơi tôi với chị gặp nhau duyên. Thì giờ cái chữ duyên nghĩa là sao? Duyên nghĩa là những điều kiện nó hội tụ đủ để nó cái sự đó có mặt. Là thí dụ như bây giờ á, cái hoa này nè, nó có sống được á, nó cũng phải nhờ có cái duyên khác là nước. Hiện tại bây giờ nó đã rời khỏi đất rồi, người ta cắt nó rời khỏi mặt đất rồi, thì bây giờ người ta mới cắm nó vô trong cái nước này, thì phải tạo cho nó cái duyên để nó sống là cho nước vô đó. Thì bây giờ mình cứ nghĩ trong cuộc sống hàng ngày của mình á, mình có cái liên đới hết, cái duyên này nó duyên với cái duyên kia. Ví dụ mình nấu thức ăn mà chỉ có muối không đâu có được, phải có duyên chút đường, duyên chút bột ngọt thì nó mới ra được món ăn. Thì bây giờ á, ở đây mình có bốn cái loại duyên để mà sanh khởi những phiền não. Bây giờ trước khi mình nói cái duyên á, thì nó phải có một cái gốc của nó và cái nó được duyên. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ con mắt của mình á, nó có cái khả năng để nó nhìn, cho nên con mắt gọi là năng kiến. Vì khi mà con mắt nó phải có cái thứ nó nhìn thì cái mà nó cho cái mà để cho con mắt nó nhìn gọi là sở kiến. Hiểu ý mà nói không? Mình có con mắt có khả năng để nhìn thì phải có cái gì để nó nhìn. Thì cái con mắt của mình nhìn thì kêu là năng kiến, mà cái thứ mà để cho nó duyên để nó nhìn thì gọi là sở kiến. Cũng giống như bây giờ mình quy y, người quy y á là năng quy. Mình là người, bây giờ mình ai, mình quy với ai? Quy y với Tam Bảo thì Tam Bảo là sở quy. Mình là năng quy, mình là người muốn quy y. Thì bây giờ muốn nương tựa, muốn quy y muốn nương tựa thì giờ nương tựa với ai? Nương tựa với Tam Bảo thì Tam Bảo là sở quy, còn mình là năng quy. Thí dụ bây giờ mình tu cũng vậy, mình là người tu thì kêu là năng hành, tu hành mà. Mình là người tu thì kêu năng hành, mà cái pháp môn mà để mình tu á thì gọi là sở hành. Thí dụ bây giờ mình là người tụng kinh là năng tụng,
quyển kinh để mà mình nương theo đó mình tụng, gọi là sở tụng, ví dụ vậy đó. Như vậy thì trong cuộc sống này á, có cái năng và có cái sở. Và cái năng sở này nó luôn luôn nó duyên với nhau không dứt. Ví dụ mình ơi, mình là người ăn, mình năng ăn. Thì bây giờ muốn ăn thì phải có cái thứ để mình ăn, thì kêu là sở ăn. Nhưng mà chưa đâu, tới đó nó chưa dứt. Còn nữa, ăn một miếng rau vô, à thì cái miếng rau này bắt đầu nó trở thành năng sở nữa. Rồi đưa vô trong bụng rồi thì vị của cái món ăn nó tiếp tục nó năng sở. Cho nên cứ như thế mà nó cứ sanh ra. Cho nên duyên này nó duyên với duyên kia không dứt. Thí dụ như mình có cái lưỡi là năng nếm, miếng rau đưa vô miệng là sở nếm. Nhưng mà chưa không dứt đâu. Nghĩ tiếp, cái rau này mà có miếng sa tế là ngon nữa nha. Thì bây giờ cái miếng rau này là năng rau, cái sa tế đó là sở rau, để nó hòa với cái miếng rau đó cho nó ngon nữa. Là rồi cái sa tế này ăn vô rồi cái sa tế này xanh nữa. Ồ, cái sa tế này nó thiếu ớt nha, thiếu xả nha. Thì bắt đầu sa tế này thành ra năng, rồi đi kiếm thêm miếng xả để mà cho nó ngon của cái sa tế đó. Thì sở cứ như thế mà tiếp tục. Thì quý vị thấy á, trong cuộc sống của mình á, hàng ngày phiền não của mình tự đâu, từ cái đó đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Mình á, nghe một câu chuyện của ai là mình là năng nghe. Rồi mình cái câu chuyện mà của cái người đã nói cho mình nghe là sở nghe. Chưa hết, từ trong cái đơn nhân vật chính của cái câu chuyện đó bắt đầu nó lòi ra cái người phụ. Rồi nó kéo dây mơ rễ má vậy đó. Cho nên rồi sao? Năng sở nó duyên với nhau và đủ phiền não hết. Cho nên trong này mới nói bốn duyên. Bây giờ thứ nhất là mình nói, nãy giờ Pháp Hòa nói hai chữ năng và sở. Bây giờ trong cái bốn duyên này nó có bốn chữ. Thứ nhất là kiến. Kiến là cái gì? Kiến là thấy. Kiến là thấy. Vậy thì cái thấy nó là năng hay là sở? Năng. Cái vật mà để cho con mắt nó thấy thì kêu là sắc. Thì sắc gọi là sở. Như vậy thì kiến, sắc. Bây giờ Pháp Hòa nói bốn chữ nè: kiến, văn, giác, tri. Nó là bốn duyên. Kiến, văn, giác, tri, bốn chữ. Ha. Thì bây giờ bốn cái thứ này, bây giờ kiến là thấy, văn là nghe, giác là cái vị. Thí dụ như mình, cái vị giác của mình á, thí dụ mình đưa vô trong lưỡi mình nếm thì cay ngọt gì đó mình biết. Thì cái lưỡi của mình nó có cái vị giác của nó. Cái chữ giác đó, giác nghĩa là vậy đó. Cái biết của cái lưỡi. Chữ tri là gì? Là biết. Mà biết này không phải là biết này do tiếp xúc. Chẳng hạn như là đây, à, đây, đây. Đi tri liền. Ồ, cái ly này nóng quá. Xúc, xúc là chạm. Chạm vô nó, biết nó nóng. Thì bây giờ kiến, văn, giác, tri là bốn cái năng. Kiến là năng, giác là năng, văn là năng, giác là năng, tri là năng. Thì bây giờ bốn cái sở của nó là gì nè? Sắc, thanh, không, cứ nói theo thói quen thôi. Sắc, thanh, vị. Vị nó có vị giác mà. Xúc, sắc, thanh, vị, xúc. Thường thường mình nói sắc, thanh, hương, vị, xúc, không. Nhưng mà phải nhớ đây là bốn cái duyên. Con mắt là năng kiến, sắc là sở kiến, văn là cái lỗ tai. Lỗ tai là năng nghe, tiếng âm thanh là sở nghe. Cái giác
là cái lưỡi của mình á là năng năng nếm, cho nên nó có cái vị nó là sợ nếm, là sợ giác. Rồi bây giờ mình có cái thân nè, thân của mình là năng năng xúc, cho nên nó phải có cái vật, cho nên mình chạm vô mình biết nóng lạnh vậy đó. Mà thử nghĩ coi có phải là bốn cái này hằng ngày là mình buồn vui theo nó không? À, bây giờ nói một cái thôi, vừa cái kiến thôi, kiến là thấy. À, mình thấy, mình có cái thấy, rồi bây giờ hình ảnh bên ngoài nè, đó là cái sở của mình. Nhưng mà tối ngày nó đâu có dừng ở đó đâu. Nó con mắt nó thấy cái này xong cái nó xâm tiếp. Trời ơi, cái này mình phải đi chung với cái kia cái nó đẹp. Cho nên ở nhà mình mua sắm nhiều là vậy đó. Cái khung cửa này nó phải đi đôi với cái màn đó nó mới đẹp. Gắn cái màn lên xong 2-3 ngày sau đi tới lui, hoặc là đi tới nhà người khác nhìn tới nhìn lui thấy cũng rước về tiếp tục. Cho nên chữ duyên là gì? Nó ké, nó duyên cái này nó duyên cái kia, và cứ như thế mà nó xanh. Cho nên nó, mình rất là đủ thứ là vậy. Nhưng mà nói như vậy rồi không có nghĩa là mình là sai nha. Để cho chúng ta biết, biết để làm gì? Để chúng ta cười và điều chỉnh, để nó đừng có đi quá đà mà cái mà chúng ta có khả năng thôi. Chứ còn mình sống trong đời là không thể nào không có, không thể nào không có chấp, không thể nào không có tham, không thể nào không có sân. Mấy cái đó làm sao không có. Nhưng mà nó có cái khác là người tu, người Phật tử mình biết mấy cái đó rồi á, thì mình bắt đầu mình sao, có cái phần điều phục nó thôi. Vậy thôi. Chứ còn thấy tôi giờ không còn tham, không còn sân, không còn sĩ. Tôi bây giờ không có chấp, không có gì hết trơn, không có. Nếu mà mình không chấp á, để cho miếng canh lạc ra đâu có đi kiếm muối để thêm, phải không? Đưa gì ăn thấy nó kêu là không chấp. À, mà hãy còn chấp á, còn lạc mặn ngon dở đó, là mình biết là mình còn chấp rồi. Nhưng mà những cái chấp đó không có quá đáng. Nó không có. Nhưng mà mình biết chị chi, để có những trường hợp không có nào, không có cách nào gọi là thay đổi thì bắt đầu xả. Vậy thôi. Chứ còn không thể nào mình nói là mình không có. Nhưng mà biết nó đó, để rồi mình tập mình sống ở những cái hoàn cảnh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nay mình nấu canh lạc, mà bây giờ chùa hết muối rồi, mà tới giờ ăn rồi mà đây chạy ra chợ nửa tiếng, thôi kệ lạc, ăn theo lạc đó. Bây giờ nếu có muối để vô không sao, ném vô biết là lạc, kiếm miếng muối để vô, mà bây giờ hoàn toàn bảo đảm là không còn miếng muối nào trong chùa hết rồi, chừng đã xả cái chấp đó đi, thôi kệ, mình ăn ngon nhiều bữa rồi, bữa nay ăn dở bữa không sao. Được như vậy đó, là mình có tiếng trên đường tu. Tu chỉ cần nhiêu thôi, mình có quyền hưởng. Nhưng mà có những hoàn cảnh, những cái lúc không có thì phải buông bỏ. Giống như mấy ngày nay á, mấy đứa nhỏ nó tu ở đây 4 ngày, năm nay tu được 30 mấy, gần 40 em teenager không. Có những em đó là người Mỹ, bạn nó mới chơi trong trường, nó rủ nhau đi. Thì có những cái ngày sinh hoạt như nè, thì Pháp Hòa cũng nói với các em là thầy muốn mấy đứa ra đây chơi thiên nhiên, tập, đừng ở trong phòng, đừng có chơi laptop, đừng có iPad, iPhone gì hết, cất hết. Đã ra đây rồi mà còn ôm cái đó thì chẳng nào khác mình ở nhà. Thí dụ vậy đó. Giờ nó dính vô cái đó thì gọi là chắc. Rồi cái ngày thứ ngày cuối khóa tu á, là có một bữa pháp đàn, Pháp Hòa không có ra. Pháp Hòa để cho mấy đứa nhỏ nó tự nó điều khiển, rồi nó sinh hoạt với nhau, nó nói ra những cái khó khăn của nó. Mà Pháp Hòa nghe tụi nó kể những cái problem của nó với cha mẹ với nhau đó. À, mẹ nó la nó cái này cái kia, mà Pháp Hòa ngồi sao Pháp Hòa nghe mấy đứa nó
nó kể ra rồi đứa nào nó cũng enjoy, nó thích những câu chuyện mà giống nhau đó, nó cười quá chừng luôn. Nó thì ra mẹ mày giống mẹ tao. Rồi bây giờ mình nói bốn duyên mà sanh phiền não, bây giờ mình nói bốn đại mà nổi phiền não. Do bốn đại mà nổi phiền não. Bốn đại là tiếng Hán kêu làm sao? Tứ đại. Chữ đại này là gì? Chữ đại này là cái chất mà nó chứa nhóm, gồm có đất, nước, gió, lửa. Con người mình á, căn bản là mình học học Phật pháp, căn bản là mình biết con người mình là do bốn đại mà sanh nè. Đất nè, tin là trong người mình có đất không? Trong người mình có nước không? Mình có gió không? Có lửa không? Bốn đại này là bốn đại của bên trong, rồi nó có bốn đại bên ngoài nữa. Thí dụ như bây giờ đó là cây cỏ, nó cũng thuộc dạng đất, mà trong cây cỏ đó, nó cũng phải có nước nó mới sống nữa. Cho nên một cái cây nó cũng có bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Cho nên người ta nói tứ đại bên trong duyên với tứ đại bên ngoài. Thí dụ bây giờ bên trong mình nè, mình mà không ăn coi trời ơi, nó đói, nó cồn cào, nó chịu không nổi. Thì như vậy là cái bây giờ mình phải kiếm cái gì để mình nuôi cái chất, cái thân đất này chứ. Thế thì bây giờ mình kiếm cây, cỏ, rau, đậu gì đó ăn vô. Mà chưa đâu, đâu phải đói rồi kiếm đại ăn cho nó no đâu. Phải sao nữa? Lửa. Lửa nữa. Chẳng hạn như mà nội có một cái chén chè thôi, cũng có một cái chén chè thôi đó nha, mà mỗi người ý á, nấu chè sao lạc quá vậy. Cái chị bên kia chị nói không, vậy vừa ăn rồi. Tại vì có người ăn ngọt, có người ăn lạc, không? Rồi có người thích nấu đậu cho thiệt ngừ, có người thích nấu đậu còn nguyên hột. Có một cái chén chè thôi đó mà mình còn sao chống chọi với nhau, những không phải là giận hờn, nhưng mà ý nó những cái ý kiến nó sanh khởi. Luộc rau cũng vậy nha, người thích luộc thiệt mềm để ăn bị người đó không có răng. Còn có người có răng rồi nói trời luộc rau mềm quá ăn sao ngon, thích giòn giòn. Thấy chưa? Rồi cái người kia thì nói trời ơi, rau này mà chấm chao là hết sảy nha. Nói ừ đừng có ăn chao độc. Đó. Cho nên rõ ràng chỉ cái vùng cái ăn cho cái đất, cái thân đất thôi mà đã đủ thứ rồi, chưa nói cái uống nè, chưa nói tới cái uống, chưa nói tới cái thứ khác. Cho nên nói hoặc do bốn đại mà nổi phiền não, rồi hoặc do bốn phược mà nổi phiền não. Chữ phược á có khi đọc là phọc, ở ngoài Bắc người ta đọc là phọc. Thí dụ như người ta nói ô trượt, nhưng mà ngoài Bắc đọc là ô trọc. Thế ở đây khi nào quý vị dở những cái bản kinh á, có nhiều khi cái vị đó người ta âm lại là tứ phọc hoặc là tứ phược. Bây giờ chữ phược nghĩa là gì? Phược nghĩa là cột, cột buộc lại. Mình cột, mình buộc, mình làm cho mình khó chịu. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là giới thủ, thứ tư là kiến thủ. Tứ phược. Bây giờ nó tham, tại sao gọi là tham mà nó cột mình? Thí dụ bây giờ mình đi, mình lương lặng một cái việc gì đó, mình lương lặng được, lương lặng được một lần rồi á, thì sao mình thấy ngon lành quá thì lương lặng tiếp. Mình nói ví dụ bây giờ á, mình bày cho người ta đi vô trong tiệm á, thấy không? Rồi cái lột cái giá rẻ, lột cái giá mắc ra, tháo cái giá rẻ dán vô. Thì có thể là nó lọt một lần, nhưng mà được một lần rồi á thì nó lấn lần thứ nhì. Chứ bởi vì cái tham á, cái gì mà con người mình làm được á, ít khi nào mình biết dừng. Không những cái đó, bây giờ nói cái chuyện đi đánh bài thôi, có nhiều khi mình cũng nói với mình quả quyết lắm,
Bây giờ tôi đem 100 vô tôi chơi nha. 100 thua là ăn gì cũng đứng dậy nha. Nhưng mà thường thường ăn xong rồi từ 100 mà ra tới 500-700, thấy quá dễ dàng. Thì khi thua trở lại tức quá, thôi bây giờ tôi phải gỡ lấy lại 100. Thì cái ý mà muốn lấy lại 100 vốn của mình hồi nãy, nó sẽ làm cho mình gì? Đi thậm lậm hơn là cái nữa. Ở đây không phải biết đâu, mấy Phật tử làm ở những người đi làm ở đó họ kể mình nghe đó, mình mới biết. Thì cái tham đó nó cột mình. Đó là chưa nói được thì mình vui, không được thì mình buồn giận, cho nên sân phượt. Rồi bây giờ tới giới thủ. Giới thủ là sao? Những cái giới điều, những cái điều mình học hiểu đó mà do những cái chấp trước mà nó không có chính đáng. Giới thủ, thí dụ như bây giờ ở xứ này không có còn con lăng quăng ở trong nước, cho nên mình đi đường mình không cần mang cái đải lọc nước theo. Vì ngày xưa cái tài sản của một vị xuất gia là phải có cái đải lọc nước. Đi đâu uống nước là sợ có vi trùng á, sợ có con này con kia, mình lấy cái lược cái mình lược. Bây giờ không có cần, như trong nghi lễ có. Cái bây giờ mình đi đâu mình cũng xách cái lược theo, dù cho nước người ta sạch cỡ nào để mình cũng đem lên mình lược. Cái hình thức như vậy đó, thấy không? Mà hình thức như vậy đó thì nó cũng thuộc dạng giới thủ đó. Tức là biết rằng có những cái giới điều, nhưng mà mình phải biết khi nào. Rồi bây giờ là cái kiến phược, kiến thủ. Cái chấp trước của cái thấy của mình, nó cột mình. Rồi bây giờ, hoặc do bốn phược mà nổi phiền não, hoặc do bốn tham mà nổi phiền não. Tứ tham. Thứ nhất là muốn sắc đẹp của người. Thí dụ như những ông vua, ông đi đâu ông thấy một cái cô gái đẹp quá, ông tìm mọi cách để ông chiếm đoạt cho được. Cho nên nhìn cái sắc đẹp của người mà khởi cái tâm tham, tham sắc. Thứ hai là thấy cái tướng đi, cái dáng điệu của người đó mình ham thích. Thứ ba là xúc chạm. Giống như ở đây á, ngay đứa nhỏ mà mỗi lần mà nó, mỗi đứa nó có cái ghiền, mà đa số là nó ghiền cái mền, hay nó ghiền một cái con teddy bear, con gấu, con gì của nó hồi nhỏ đó, mà mỗi lần mà nó bú á, là phải có cái đó cho nó ngồi nó mằn. Ở chùa mình là có mấy chú luôn á, đi vô chùa tu mà xách cái mền theo, là cầm mấy con gấu theo. Mà cứ tới mỗi lần mà ổng leo lên giường, hôm qua là đưa sữa cho ổng bú sữa, cái là ổng phải leo lên cái ổng mò. Mà đôi khi ổng ngủ mà ổng mò nghe. Đang ngủ vậy nó say tới say lui, cái nó ngủ nghe, nó ngủ say vậy đó, mà con mắt nó cứ rờ về, mình biết nó đang kiếm cái đó, cái mình đưa cái đó vô, rờ cái nó ngủ mất tiêu. Xúc chạm. Thì mỗi con người mình nó có một kiểu xúc chạm khác nhau. Có một cái chú nhỏ đó, ngủ là phải rờ cái lỗ tai, cho nên là mình phải nằm vô trong đó cho ổng nằm, ổng cứ mò mới ngủ. Rồi có người ngủ thì gác. Hồi nhỏ Phú Hòa có cái tật ngủ gác, nghĩa mà mỗi lần mà vô ngủ á là mẹ Phú Hòa phải vô nằm á, Phú Hòa để hai chân lên trên người vậy đó ngủ mới được. Nhưng mà nó đỡ một cái là không có lâu, thời nhỏ vậy thôi, nhưng mà mình nhớ, mình còn cái nhớ là mình ngủ là phải gác, thí dụ vậy. Cho nên mỗi người nó có một cái xúc chạm khác nhau, mà lâu ngày thì nó thành ra cái nấm chìm trong đó. Thí dụ như có nhiều người á không có thích uống nước trà, vì uống nước trà ngủ không được, nhưng mà ngược lại cũng không uống nước lạnh, vì uống nước lạnh nó hôi. Cái mỗi lần uống nước lạnh cứ làm sao không, kiếm miếng trà 2-3 giọt bỏ vô. Tôi uống trà không được mà uống nước lạnh cũng không quen, có một chút mùi, nó bán cái mùi nước lọc, có mùi trà thơm thơm,
thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ cái thứ tư là gì? Thích người ta bợ đỡ mình. Bợ đỡ tức là tâng bốc mình, ca ngợi mình, phục tùng mình. Có nhiều người tham cái đó. Đi tới đâu mà người ta không có để ý tới mình là về có ý hờn mát, buồn phiền. Muốn lúc nào mình xuất hiện ở đâu cũng phải gây một sự chú ý đặc biệt của mọi người. Có nhiều người như vậy. Cho nên có nhiều khi á, là mình phiền, mình muộn, mình không vui là từ những cái lúc mà mình xuất hiện ở đám đông và người ta không để ý tới mình. Vì mình thích, mình tới đâu là người ta phải ra, người ta chào hỏi, rồi người ta ca ngợi mình. Hay là thậm chí, thí dụ ha, thí dụ bây giờ Pháp Hòa là có bằng tiến sĩ, bây giờ Pháp Hòa bỏ đi tu, mà Pháp Hòa muốn người ta bỏ đi tu là cái kiểu là tôi chứng minh cho mọi người biết là tôi nghĩa là học giỏi mà tôi chẳng màng, nhưng mà tôi muốn người ta giới thiệu. Đi tới đâu cũng nói thầy này nha, có tiến sĩ á, mà bỏ không thèm á, đi làm tu sĩ á, ví dụ vậy đó. Thích có nhiều khi bị cái đó, nó làm cho mình khổ. Cho nên á, mình là người Phật tử á, là chung á, tu hay là không tu gì cũng đều là Phật tử hết. Cho nên Pháp Hòa thích xưng mình, ví dụ như ai hỏi Phật tử, ký tên mình là Phật tử, con Phật. Mình là Phật tử. Người thứ hai á, mình không có xưng mình là tiến sĩ, kỹ sư gì hết. Cái đó là những cái học vị ngoài đời. Ở trong đạo không có tiến sĩ. Mà nếu có đặt tiến sĩ là chỉ tạm theo thế gian mà đặt. Còn bây giờ mình viết xong một lá thư, mình ký tên ở dưới tiến sĩ Thích Pháp Hòa, không đúng. Không, mình là khất sĩ, mình là tu sĩ chứ không có tiến sĩ. Tiến sĩ là những cái địa vị, những cái danh học ở ngoài đời. Còn người tu mình rồi là khất sĩ thôi, hoặc là tu sĩ, chứ còn không có xưng mình là tiến sĩ. Chữ tỳ kheo nó ba nghĩa mà: phá ác, bố ma, khất sĩ. Mình là khất sĩ cho nên mình đi xin ăn. Trên thì mình xin giáo pháp của Phật, dưới thì mình xin cơm của Đàn Na Tính Thí để nuôi thân. Xong bữa. Ngày hôm nay mình vô đây mình tu 3 ngày mình làm khất sĩ. Nhưng mà khất sĩ sang. Khất sĩ sang. Sáng, trưa, chiều, tối, rồi la xét, rồi đủ thứ kiểu hết. Trời Pháp Hòa mới nói Phật là người phát minh ra ăn buffet đó. Đừng có nghĩ là qua tới Tây Phương mình mới học buffet của Tây Phương. Phật là người buffet, nhưng mà buffet gì phải không? Không cần nấu nướng, cứ ôm mình bát ra người ta buffet. Một hình thức buffet chứ gì nữa. Phật là người phát hiện ra buffet đầu tiên. Tứ tham. Do tứ tham mà nói phiền não. Bây giờ tứ sinh ở trong này gọi dịch là: hoặc do bốn tham mà nổi phiền não, hoặc do bốn sinh mà nổi phiền não. Bốn sinh là gì? Bốn cách sinh sản ở trong cái loài hữu tình vô tình của chúng ta. Thí dụ như là loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh ở dưới trong chỗ ẩm thấp, và loài biến hóa thì chúng ta thường gọi là noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Thí dụ như là con người mình là gì? Thai sinh. Con gà, con vịt là noãn sinh. Những con trùng ở dưới ẩm thấp là thấp sinh. Rồi từ con lăng quăng nó ra thành con muỗi thì gọi là hóa sinh. Vậy thì trong cái cuộc sống của chúng ta đây có bốn loại sinh, phải không? Mà mỗi loài nào nó sinh ra đó, nó cũng đều có cái phiền não của nó, cái rắc rối của nó. Có những cái loài cá đó, mỗi một lần nó sinh xong rồi là nó chết. Thế mà nó sinh ra rồi á, là nó quằn quại rồi, là sau khi nó xong cái nhiệm vụ sanh con rồi là con cá mẹ chết. Thấy không? Thành thử ra cái loài nào nó cũng có cái nghiệp phiền não của mọi loài.
Thí dụ bây giờ mình nhìn con kiến thôi, nó chút xíu vậy đó, nhưng mà nó cũng có cái gì, nó cũng có cái nghiệp, có cái cách sống của loài kiến. Con gì nó cũng có cách sống của nó, nó cũng có cái nghiệp cảm của nó. Mà con người là rắc rối nhất. Vì sao? Vì trong bốn loài, trong tất cả các cái loài động vật, hả? Động vật là có con người trong đó chứ gì. Trong tất cả loài động vật là con người là một loài động vật mà thông minh nhất, tiến hóa nhất hơn các loài động vật khác. Mà cũng vì cái tiến hóa nhất cho nên sao? Rắc rối nhất, khổ đau nhất. Mà khi mà cái loài người càng phát minh khoa học càng tân tiến thì rắc rối nó cũng càng nhiều chứ không có ít. Bệnh tật càng nhiều. Ngày xưa mình chưa có những cái ăn uống mà gọi là phong phú. Mình ăn rất đơn giản nhưng mà nhờ vậy mà ít bệnh tật. Còn bây giờ cái nhu cầu của con người nó quá nhiều, không đủ cung ứng thì bắt đầu phải dùng tới hóa chất. Mà khi mà mình xài hóa chất càng nhiều thì bệnh càng nhiều. Rồi bây giờ tới xong rồi đó. Thấy không? Mà nỗi phiền não như vậy vô lượng vô biên, tác hại hết thảy lục đạo chúng sinh. Ngày nay chúng con tàm quý pháp lồ sám hối tất cả. Bây giờ pháp số thứ tư xong rồi. Bây giờ qua pháp số thứ năm. Đây là ngủ. Nãy giờ cũng nhiều người ngủ lắm. Gọi là ngủ. Ngủ đây là số năm. Đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc do năm trú mà nổi phiền não, có khi gọi là năm trụ đó. Quý vị muốn dò thì trang 56. Năm cái trụ này á, nó giống như hôm trước mình học tứ trụ vậy đó. Còn có kiến ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Nhưng mà bây giờ cái số 5 này nó chỉ thêm một chữ thôi, là vô minh. Năm trụ nó giống như năm cái bốn cái trụ trước. Thấy trụ, ham muốn trụ, nhìn thấy sắc trụ, vô sắc trụ, bây giờ mình thêm vô minh. Nhưng mà cái vô minh mới quan trọng. Tại sao? Tại sao vô minh nó quan trọng? Tại vô minh nó là cái gốc. Nếu con người mình minh á thì không có gì để nói. Nhưng mà phần lớn thì con người vô minh. Chúng ta vô minh. Vô minh tức là không có sáng suốt. Chứ không có gì hết á. Đừng nghe chữ vô minh thấy trời sao mắng tôi nặng quá ha. Chữ vô minh có nghĩa là mình sống không có thấy rõ được cái lẽ thật, thì gọi là vô minh. Thí dụ người ta nói minh đó là rõ. Chữ minh đó có khi nó hai cái chữ nó viết khác. Chữ minh là tối tâm cũng có nữa. Minh là sáng viết khác. Thì chữ vô minh trong năm trụ này nè, hoặc do năm trụ mà nổi phiền não đó, thì trong đó vô minh là gốc. Vô minh là gốc. Vì vô minh cho nên mình mới sanh ra nhiều cái phiền toái. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Vô minh là cái cây, cái thân cây. Còn bốn cái hôm trước mình học đó, là kiến, dục, sắc, vô sắc gì đó. Nó là cành lá. Vì bản gốc, cái gốc của mình là vô minh cho nên sanh những cái cành lá phiền não theo. Bây giờ tới ngũ cái, hoặc do năm cái mà nổi phiền não. Chữ cái này nghĩa là gì?
Chữ cái này có nghĩa là nó che lấp mình, nó ngăn che mình, tôi gọi là ngũ cái. Năm thứ nó ngăn che mình. Thứ nhất đó, là tham. Thứ hai là sân. Thứ ba là nghi. Nghi ngờ nó cũng là cái che ngăn cho mình đó. Tại sao? Nó che, nó mình có nghi rồi thì mình đâu có tới với người đó được. Mình đâu biết gì đâu, nghe người ta đồn thôi. Đây là có quà nghe kể vậy nè. Cái bữa đó mình, hồi mình tổ chức Phật Ngọc á, là quý vị biết không, mình tốn cả 10.000 tiền xe bus, mỗi ngày xuống ở dưới Trúc Lâm, một ngày ba cử, đón Phật tử ai muốn đi thăm lên đây thăm viếng Phật Ngọc á, là cứ về Trúc Lâm sẽ có xe bus chở lên đây một ngày ba lần, không lấy ai một đồng nào hết. Mà xong 10, xong một tuần lễ tổ chức đó rồi, nổi tiền xe bus không là 10.000. Thì có cái người đó họ muốn đi, mà nói trời ơi tôi biết đi làm sao. Thì cái người nó thôi đừng có đi, đi mà trả tiền xe bus 10 đồng một người đi làm gì. Thì rốt cuộc cái người đó không có đi. Thì xong khi rồi bắt đầu mới tiếc rẻ, nó trời phải bữa đó tôi chịu tốn 10 đồng của tôi được lên tôi coi tượng Phật, mà tại cái người kia họ nói tốn xe bus tới 10 đồng cho tôi không đi. Đó, thì mình nói ví dụ như vậy để mình thấy rằng khi mà mình đã có một cái nghi ngờ gì trong lòng rồi thì nó làm hư cái gì? Hư cái chính của mình muốn. Thì mình nói một cái ví dụ nhỏ thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn đi dự khóa tu, à nghe nó tu cũng thích, ta nói trời ơi có tiền không mà đòi đi tu, thì tu ngày 200 á, ví dụ vậy đó. Thì là thôi thôi tôi không có tiền tôi không đi. Mà ví dụ bây giờ mình bắt phone lên mình gọi mình hỏi cũng được. Mình không hiểu thì mình phải hỏi. À bây giờ tôi muốn đi tu vậy đó, tôi có cần phải đóng lệ phí gì không? Thí dụ vậy. Cho nên á, mình nói một cái ví dụ nhỏ trong đời là cái nghi thì nó nhiều lắm. Ở trong kinh á, Phật còn nói mình á, là nghi Phật nè, nghi Pháp nè, nghi Tăng nè. Mình nhiều cái nghi. Nhưng mà nói chung cái chữ nghi là nó ngăn che mình, nó không cho mình đi tới gần, đi tiến xa. Tham, sân, nghi. Thứ tư là gì? Thùy niên. Thùy niên là gì? Ai biết? Ngủ nghỉ. Thùy niên là cái ngủ. Mà có tin là cái ngủ nó làm mình khổ không? Tin không? Tin. Ngủ không đủ. Trời ơi, nhìn áo não. Tối thứ tư á là Pháp Hòa 4-5 giờ sáng mới ngủ nha. Ngày hôm qua ở đây là 12 giờ Pháp Hòa lái xe về lại Trúc Lâm. Về tới nhà là ngồi làm việc cho tới 5 giờ sáng. Sáng nay 7 giờ là thức lên đây. Lần quần với quý vị tới giờ có nghỉ ngơi gì đâu. Nhưng mà vẫn bình thường. Còn định ngày 8 tiếng nha, mà mới tu được có ngày mà thấy coi bộ không xong rồi. Thật sự ra nó không có gì tội lỗi. Buồn ngủ mà cái mình đâu có muốn đâu, không có tội lỗi. Nhưng mà ở đây nói rằng á, cái chữ Phật muốn nói để cho chúng ta biết rằng nó là một trong những cái nó làm chướng ngại cho mình, chứ không có tội lỗi. Biết để làm gì? Để đừng có đau khổ, để đừng có, đừng có bực bội đối với nó. Vì trong cơ thể của mình có ai muốn mình ngủ gục đâu, hay là có ai muốn mình mệt mỏi đâu, không có. Nhưng mà khi nó lên rồi là không làm gì được nữa hết, đúng không? Có bữa Pháp Hòa nhận danh sách quy y đó, khuya thì mình mới có thì giờ mình ngồi mình suy nghĩ để đặt tên, mà mở mắt không nổi, làm hết cái đầu mình nó trống trơn, nó không còn chữ nghĩa gì nữa hết. Thì lúc đó đành phải làm sao? Đi ngủ thôi, kệ đi nằm đi. Một hai tiếng, hai ba tiếng gì đó rồi ra mình cũng được chút tỉnh táo mà đúng. Có nhiều khi quý vị không, tra mấy cái chữ này nó mệt quá là tra không nổi nữa. Thế là đi ngủ một tiếng đồng hồ thôi, vậy mà tỉnh đi ra làm được việc.
Thì rõ ràng khi mà cái ngủ nghỉ nó không đủ, nó làm mình mệt, thì cái đầu mình nó làm sao? Nó trống trơn. Mà ngủ không được nhiều ngày là đầu nó nhức, nhức đầu nó khó chịu, cái đầu mình nó nặng, nó khó chịu lắm. Thì mới biết là nó là một trong những cái nó che mình. Nhưng con người cần phải ngủ, nhưng mà đừng có ngủ quá lố. Vậy thôi. Ngủ nhiều quá mất dầu chứ làm sao không ngủ được, không ngủ bệnh không được. Mình có thân là phải có những nhu cầu của thân, chẳng hạn như ăn uống mặc ngủ nghỉ tắm rửa vân vân, cái nhu cầu của nó mà, phải không? Thì không thể không có. Nhưng mà nếu mình để cho nó chiếm hết thì giờ của mình thì coi như là nó trở thành ra cái của mình đó. Cái đó, cái thiệt bự á, là che, nó ngăn che chỉ thôi, chứ không thể nó không có. Người mà ăn nhưng mà hễ con người bị quá cái chuyện ăn nó chiếm hết thì giờ của mình thì nó uổng đi. Pháp Hòa nói cái này ví dụ, không có tội lỗi nha, nhưng mà ví dụ để mà mình thấy rằng mình bị cái này nó nhiều. Thí dụ như nãy mình nghe thăm buổi giảng, ít khi nào mình chạy ra, chị hồi nãy thầy nói cái ngủ cái ngủ tứ đại nó là cái gì chị nhớ không, chị cho tôi ghi. Ít lắm, mà đa số ăn xong rồi chị món nó nấu làm sao rồi bắt đầu lấy giấy viết ra ghi, mà ghi cặn kẽ lắm. Thật sự nó không có tội, nhưng mà cũng là nói để chi, để rồi mình thấy con người của mình á, thường ngày mình chú trọng cái gì nhiều, chứ không có tội thôi, không có tội. Nhưng mà mình phải biết cái tâm mình nó vận hành như thế nào. Vì mình học Phật á, là mình muốn kiểm tâm, tu là mình muốn kiểm cái tâm, thì mình sẽ thấy cái tâm mình nó vận hành như thế nào vậy thôi, phải không? Thí dụ hồi nãy mình tụng kinh xong á, có một cái đoạn văn đó mình chưa hiểu rõ, ít khi nào mình cũng trở lại mình kiếm lại cái đoạn văn đó, đọc tới đọc lui ít lắm. Nhưng mà mình ăn cái món gì mình thích rồi là bắt đầu mình khều, mình móc coi trong đó mấy thứ, chỉ như đó thôi. Thật sự ra cái đó là tự lúc, những lúc Pháp Hòa mình sinh khởi cái đó, mình tự mình kiểm tâm mình thôi. Thí dụ Pháp Hòa đi đâu Phật tử nấu món gì ăn ngon, cái Pháp Hòa cũng hay để ý, để làm chi, về mình bày lại cho trong chùa. Những lúc như vậy cái Pháp Hòa tự cười mình hả? Thấy không, cái tâm mình nó như vậy đó. Cho nên mình tu là phải, tức là mình tu để mình nhận rõ những cái tâm sinh khởi đó. Đó, kinh sách cuốn nào cũng muốn có hết nha, nghe chùa in kinh cuốn nào mình cũng muốn có đó, nhưng mà ít có khi nào mình ngồi mình dở ra coi trong kinh này nói gì hả. Bảo đảm cuốn kinh đi hoa về không lật là đúng không? Hả? Thì việc xỉnh cuốn kinh đi hoa về để tủ vậy, hoặc là mở ra tụng lần ở trên chùa vậy thôi, rồi gỗ tại gia bồ tát giới đồ nghe hay quá ha, ít có khi nào về mở ra lắm. Thấy không? Nhưng mà ăn cái món gì mà ngon cái thì làm sao? Ngồi trong này đậu xanh nè, khoai môn nè, tàu hủ chi nè, ngồi kiểm bao nhiêu món. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy là thật ra không có tội, nhưng mà để chúng ta thấy cái tâm mình nó đi như vậy đó, phải không? Và đồng thời cái gì nữa, mình bị nó ngăn che. Thì niên rồi bây giờ, cho nên mình mới có cái khúc thủy niên, cái kia là khúc thủy du mê. Thứ năm là gì? Trạo cử. Cái tâm ý mình nó lăng xăng đó. Mà cái lăng xăng nó cũng ngăn che mình dữ lắm nha. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình đang lo cái gì đó trong lòng, ai tới nói gì vậy? Mình dạ mình chứ mình không có nhận người ta nói gì hết trơn, đúng không? Đúng. Có một em Phật tử nó gọi lên, nó nói thầy ơi, xin thầy chủ nhật này cúng giùm cho ba con, ví dụ vậy đó.
nghe tiếng đó biết ba nó tên đó cũng ghi đàng hoàng, quên ghi ngày. Lúc ta nói mình nghe mình là đau vậy, mà tại vì mình đang lo cái chuyện gì đó. Để ăn túi xong cái chiều qua móc cái giấy ra, ủa mình nhớ là cúng ông này mà không biết ngày nào, phải đi kiếm cái số phone để hỏi đó. Thì như vậy thì mình mới biết là khi trong lòng mình nó nhiều cái bồn chồn, cái lăng xăng lo lắng thì tự nhiên nó ngăn che những cái khác hết. Đang lo cái gì rồi ai nói gì cũng nghe đó. Nhiều khi mình đang lo chuyện gì đó, mình mở băng nghe, mong thầy nói cho mình nghe để mình giải tỏa những cái phiền muộn. Và thực sự là lúc đó sao? Thầy nói thầy nghe. Con lo là con cứ lo thôi chứ thầy cứ lo nói đi. Để con lo chuyện con, ví dụ vậy đó. Cho nên nó gọi là năm cái mà nổi phiền não: tham, sân, nghi, thùy miên và trạo cử, ngũ ca. Thì trong kinh Phật có nói, Phật có nói bài kinh như thế này: thiết, trì, nhôm, thao, kẽm. Năm cái đó nó làm cho người ta không thấy được cái miếng vàng. Bởi vì khi bút lên á, nó pha trộn vàng rồi trì rồi nhôm rồi thao rồi kẽm trong đó, không thấy vàng. Cũng thế, năm cái này: tham, sân, nghi, thùy, miên, trạo cử, nó là năm thứ trộn rộn không làm cho chúng ta sáng suốt, không thấy được miếng vàng. Phật có nói bài kinh như thế, năm thứ ngăn che. Thiết, trì, thao, nhôm, kẽm làm mình không thấy vàng. Ở đây năm thứ: tham, sân, nghi, thùy, miên, trạo cử, nó làm cho mình sao? Không có sáng suốt. Hết giờ chưa? Một phút nữa hả? Bây giờ mình nói một chút nữa đi. Ngủ sang đây trong này nè: hoặc do năm sang mà nổi phiền não. Chữ sang này là gì? Bỏng sẻn. Thí dụ mình tụng cúng có hồn á: nguyện giai bảo mãn xả sang tham. Chẳng những anh tham rồi mà anh còn bỏng sẻn nữa. Anh muốn cho nhiều nhưng mà anh không muốn cho ra. Thì tham là muốn gom, không muốn ra là san. San, X-A-N. San chứ không phải là sang trọng. Mà nếu mà mình mà nếu mà sửa chữ mà năm sang cũng được nữa. Sang quá thì dễ xeo sọt. Xeo sọt thì xấu xí. Giờ năm sang, giờ mình sang cái gì? Bỏng sẻn cái gì? Một, trụ xứ sang. Bỏng sẻn chỗ ở. Mình muốn ở mình nè, không muốn trai chia hết á. Trụ xứ sang. Ví dụ bây giờ mình ngồi ở đây đó. Bây giờ nếu mà bây giờ ngồi thoải mái nha, mùa hè rồi mới biết, năm vừa rồi đấy, 200 mấy 300 người mà vô phòng này là quý vị thấy không? Nhưng mình không có sang, mình không có bỏng sẻn cho nên ngồi cũng được hết. Thì bây giờ cũng vậy, ở đây cái cơ sở vật chất mình còn thiếu thốn, chưa đủ chỗ. Thì thôi bây giờ quý vị cứ nghĩ mình đến đây mình tu, chia sẻ với huynh đệ, mỗi người chút ngã cái lưng qua đi, không có chứng cứ. Thí dụ vậy đó, chia sẻ. Có vào thấy không, nội sáng giờ quý vị thấy chỗ nào có trống mà người khác mà chưa có chỗ, chỉ vô chỗ của tôi đó, trời đó tột. Mình không có bị cái trụ xứ sang này nó làm mình khổ, không? Còn mà mình muốn lấn đất dành thì là trụ xứ sang. Nhưng mà ở đây được cái đó, mình không có cái tâm đó. Lúc nào mình muốn chia sẻ hết. Bây giờ ví dụ bây giờ phòng của tôi 8 chỗ mà giờ mới có 5-6 thôi, còn 2 người mà chưa có thấy ai hết, đi thấy ai không có chỗ, chị vô chỗ tôi đó. Tập cái đó là tập
không để cho cái trụ xứ sang nó làm mình, nó làm cho mình bị khổ phiền. Thứ hai là gì? Lợi dưỡng sang. Có gì ăn muốn giấu mình, muốn cho ăn hết á, cái này cô không có. Mình muốn, mình có ăn mình cũng chia hết cho người ta ăn chứ. Cho nên Phật tử mà ai cho cái gì Pháp Hòa ít khi nào hoặc cất kinh phòng, đa số mang xuống hết để chi ăn mình, ăn hết mà buông nữa, thôi đem xuống mọi người miếng cho nó mau hết. Mọi người có cái tật có cất hư đem lại cho bữa nào mà đem ra hết hạn, ăn đi hết hạn mà lúc ta còn hạn cho ăn, nó khổ vậy đó. Lợi dưỡng sang, có nhiều khi lúc nó còn tươi không ăn đâu nha, tới hồi héo rồi bắt đầu ngồi lặt, ngồi lưa, ngồi lắc hàng dẫu nó khổ. Cho nên cái này là lợi dưỡng sang. Cho những người tâm rất tốt, lúc nào cũng muốn cho đại chúng được ăn uống đàng hoàng. Cho nên hồi xưa không bà biết có những vị thầy tu cả đời tu hành không nhận chức gì trong chùa hết, một nhiệm vụ thôi, xin được làm một việc ở dưới bếp nấu ăn cho đại chúng. Vì thầy có quan niệm rằng đây là cái phần phước của mình, mình được lo cho toàn chúng, có được cái miếng ăn no đủ mà người ta tu hành, người ta học hành là cái phước của mình. Cho nên làm rất hoan hỷ, lo lắng cho đại chúng từng miếng ăn, miếng uống rất đàng hoàng. Đó là người có cái tâm tu không có lợi dưỡng sang. Thứ ba là gì? Xưng tán sang. Chỉ muốn người ta khen mình thôi, không muốn người ta khen người khác. Mà nếu mà lỡ nghe ai khi mình người ta khen người khác, mình cũng ké ké vô một chút. Hoặc là mình nói tại chị chưa thử của tôi, bữa nào thử của tôi là biết tôi còn ngon hơn, tôi hay hơn. Tức là mình cũng muốn có mình trong đó một chút. Xưng tán sang. Thứ tư là gì? Tài bạch sang. Chữ tài là tài năng, thấy ai có khả năng hơn mình không thích, rồi mình không muốn người ta, mình cũng muốn người ta phải khen cái tài của mình nhiều hơn. Thí dụ bây giờ á, trong một cái công việc chung nào đó mình cần phải làm chung, làm mình làm hết, nhưng mà mình sẽ dành cái nào mà quan trọng nhất, mà gọi là dễ dàng, mà gọi là được tiếng nhất mình lấy, còn mấy cái lẻ tẻ mình cho người. Hoặc là ví dụ bây giờ mình giờ đi vô trong hãng đi, vô trong hãng mình làm cái gì tốt mình dành mình làm hết, còn cái gì mà nó khó khăn, nó khúc mắc cái mình dục qua cho người khác. Thí dụ vậy đó, thì những cái hình thức như vậy là tài bạch sang hết. Thí dụ bây giờ mình nếu mà cái tâm mình nghĩ về tốt nè, bây giờ cái việc này thôi giờ tôi làm ba cái khó ba cái dễ, chia người khác cũng ba khó ba dễ, tức là mọi người làm đều với nhau thì để ai cũng có. Hoặc là mình làm cái việc á, trong cuộc sống ai cũng đi làm với nhau, nhiều khi đi làm ăn sản phẩm thì mình chia với nhau, vì mỗi người một chút. Có nhiều người Phật tử họ nói dễ thương lắm, nơi chủ biểu còn ở là làm thêm mà không có kêu người kia, trừ khi nào con không làm thì mới tới phiên người đó. Thôi con thấy con cũng đủ rồi, mà người kia đông con hơn, ta cần tiền hơn con giả bộ con nói con không làm, để đi về cho người đó có việc họ làm đó. Cái người như vậy là có cái tâm đi làm mà biết nghĩ tới người khác, tại vì ai cũng cùng kiếm miếng cơm để sống thì mình chia sẻ cho người khác chứ không có dành. Cái thứ năm, hồi nãy mình nói gì vật chất không à nha, thì cái thứ năm là gì? Phật pháp sang. Có cái gì hay trong cái đạo lý mình chia sẻ cho người khác. Giống như quý vị nghe băng giảng đó, quý vị thấy cái nào hay đó mà hợp đúng với người ta, chia sẻ cho người ta, không có giấu giếm.
Cho nên mình phải học. Mà chính tất cả chúng ta phải học cái này. Giống như Pháp Hòa biết cái gì nói hết, chia sẻ với quý vị. Tại vì mình có tu được thì đều là tốt thôi. Mình giấu thì mình uổng. Cho quý vị biết không, sư bà Trí Định đó, mấy ngày nay mà lên dạy cho mình học duy thức học cũng vậy. Sư bà cũng nói giờ tôi học bao nhiêu năm trời mà tôi không có cơ hội tôi giảng dạy cho bao nhiêu người hết. Thôi giờ thầy cho sắp xếp cho tôi lên, tôi hướng dẫn cho Phật tử một buổi. Mỗi thứ thứ sáu sư bà ra giảng. Mặc dù lớn tuổi, 80 tuổi hơn rồi, nhưng mà sức khỏe cũng còn được, có thể nói được. Thì quý vị chịu khó học, kệ, học được nhiêu học. Còn hơn mình ngồi không, không có chữ nào nó vô hết. Học 10 chữ, vô được chữ. Cũng giống như bây giờ mình lọc vậy mà. Sàng hoài, nhiều khi kiếm miếng vàng chút mà sàng tới 5 thao cát mới ra được miếng vàng, chứ đâu phải dễ. Cho nên mình nghĩ mình đi tu học ngày 2 bữa cứ là đủ, không có đủ đâu. Tại vì trong một ngày này là mình cũng xa rần hết ngày hết giờ ha. Cho nên là cứ phải hoài hoài thôi. Thì bây giờ nói 5 cái sàn, tức là 5 cái bổn sản: chỗ ở, vật chất thức ăn, rồi xưng tán, tài năng, việc làm, và cuối cùng là Phật Pháp. Không có bổn sản. Cái gì mình có được mình chia sẻ cho tất cả mọi người. Được như vậy thì coi như là mình có một chút ít học hỏi được những cái phiền, cái Phật Pháp, và không để cho những cái này nó làm phiền mình. Có nhiều khi mình khen, người ta khen người khác, cái người đó làm muốn làm gì đâu mà hơn tôi đâu mà khen dữ dội vậy, thí dụ vậy. Thì mình mấy chi cho mất công, mấy cái đó mình khởi nó phiền muộn ở trong lòng mình. Và tự nhiên mình để mất thì giờ của mình cho những cái việc như vậy, nó không cần thiết. Thật sự ra có những cái mình nghe nó rất là dễ, nhưng mà khi mình đi vào cái thực hành đó thì nó không có đơn giản. Tại vì thường thường là nó chi phối mình cái một à. Tới hồi mình giật mình thì mình đã đi hơi xa rồi. Đại khái là vậy. Thôi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị một cái đoạn ở trong Văn Thủy Sám nói về những cái pháp số thứ năm. Học cái đoạn này là toàn học pháp số không á. Pháp số là những con số Phật Pháp 1, 2, 3, 4, 5, 6 vậy đó, lần lần lên. Bây giờ mình đang học số 5. Có thể trưa chiều đây, nay mai mình học tiếp số 6, thí dụ vậy. Thôi đại chúng chịu khó, vì mình muốn tìm hiểu. Có đôi khi mình tụng Văn Thủy Sám mà mình tụng vậy đó mà mình đâu biết trong này nói gì đâu ha. Thì hôm nay mình có cơ hội mình mở ra để mỗi người mình ngâm cứu một chút, để mình hiểu thêm, để mai mốt mình có tụng vào văn này thì mình biết là những cái từ đó mình đã học qua rồi. Thôi đại chúng nghỉ ngơi, và chúng ta có 15 phút để chuẩn bị cho lễ sám lúc 4 giờ. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Nói giỡn chết dỗ gì. Ai cũng muốn hạnh phúc an lạc, ai cũng sợ khổ đau.